so với cái giá của Bitcoin ngày hôm qua thì các bạn thấy được là giá đã giảm 1.5% Thì không phải là nhiều lắm các bạn Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là thị trường altcoin thì toàn một màu, màu đỏ Rất là nhiều đồng altcoin hôm nay tiếp tục giảm là hơn 10% Thì thôi tôi sẽ bắt đầu video này bằng lại man o oh man các bạn Hiện bây giờ đây là khoảng 8 giờ rưỡi tối đầu tuần ngày thứ hai tại Cali Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi Và hôm nay thường cũng chúng tôi sẵn rất nhiều tin tức không muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là một ngày mà chúng ta thấy giá cả rất là dao động nhưng mà về mặt tin tức đó, thì không có tin tức gì gọi là quá lớn đâu các bạn và nhất là không có tin tức gì dẫn đến giá cả xuống ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy có một lực bán thôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa và hôm nay cũng không bao đầu ngày mà có nhiều tin tức đâu cho nên có thể là một video ngắn hơn thường lệ like. nhưng mà trước hết thì các bạn có thể thấy được là Bitcoin xuống 1.5% nhưng mà thị trường đó thì xuống 3.5% các bạn, nghĩa là rất nhiều. Nhưng cái All Coins đã giảm mạnh ngày hôm nay các bạn, thị trường là một màu đỏ hiện tại. Và giá của Bitcoin hiện bây giờ đó là ở mức 65.000 đô các bạn. Thì đương nhiên 65.000 đô này đã đã thấp hơn một chút so với cái mức của ngày hôm qua là 66.000 đô. Và ngày hôm nay đó khi mà chúng ta zoom vào các bạn thấy được là một ngày cũng rất là dao động luôn. Chúng ta nhìn thấy được là giá đã có lúc tăng nhanh lên các bạn trong vòng 3 tiếng đồng hồ thôi đã giảm xuống tới mức là 65.100 đô và trong vòng 3 tiếng đồng hồ đã pump ngược trở lên tới mức là 67.295 đô các bạn rồi ngay sau đó lại đâm ngược trở xuống tới cái mức thấp gần đây khoảng như một tiếng đồng hồ đó là 64.500 đô rồi lại đi ngược trở lên 65.528 cực kỳ gia động luôn các bạn và với cái tình hình bây giờ đó thì nhiều người đó có cảm giác như là năm 2020 đó thì hai nó như thế này các bạn nhưng mà năm 2024 này đó thì hai nó như thế này các bạn thì đương nhiên đây là cảm giác của mỗi người mà thôi nhưng mà sự thật đó thì các bạn cũng đang nghe thằng chia sẻ nhiều rồi giá bây giờ ở mức là 65.000 đô đó cũng đã đi trước cái chu kỳ rất nhiều rồi các bạn. Theo lịch sử chu kỳ đó thì chúng ta thấy là ngay cái thời điểm Hà Vinh trước đây đó thì giá khoảng chừng là phân nửa cái đỉnh trước đó, có nghĩa là nếu như mà đi theo chu kỳ đó thì chúng ta thấy là cái ngày Halving năm nay vào tháng tư đó thì lúc đó giá đâu đó là khoảng chừng 35.000 đô mà thôi. Nhưng mà không phải các bạn, trước Halving chúng ta đã có cái đỉnh mới rồi và ngay bây giờ mức 65.000 đô đó thì kinh các bạn chúng ta cũng đã đi trước cái lịch sử chu kỳ rồi các bạn. Nhưng mà tôi cũng hiểu tại sao mà nhiều bạn có cảm giác như thế này, tại vì giá cả đi ngang rồi xuống một chút đi ngang rồi đi xuống một chút đó, giống như là các bạn bị tra tấn hàng ngàn nhát dao, các bạn không phải là chấp nhận đau đớn một lần rồi cho giá xuống mạnh rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu có sự hồi phục mà cứ đi như hàng ngang hoặc chừng bài tuần rồi xuống một chút rồi đi vài tuần xuống một chút các bạn, chỉ có nhiều bạn đã cảm thấy rất là khó chịu hiện tại, thuận hiểu điều đó, cho nên thuận cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ thêm một số thông tin thì các bạn có thể nhìn thấy hôm nay đó hầu như là thuận có cảm giác là có ai đó đang muốn săn những cái lệnh đòn bẩy các bạn, các bạn thấy thấy được là trong thời gian ngắn đó chúng ta có thể nhìn thấy thấy là giá giảm xuống tới cái mức là từ các bạn nhìn thấy là 66.900 đô vào ngày hôm qua mà giảm xuống tới hồi sáng này là 65.000 đô rồi nhanh chóng đẩy ngược cho lên tới mức là 67.000 gần 300 đô các bạn rồi đẩy ngược cho xuống rất là nhanh tới mức là 64.582 đô hầu như là có ai đó đang muốn săn những cái lệnh đòn bẩy các bạn xem coi là có khiến cho nhiều lệnh đòn bẩy bị thanh lý hay là không thì câu trả lời là không các bạn cho đến bây giờ đây thì chúng ta vẫn nhìn thấy được là cái số lệnh đòn bẩy bị thanh lý trong vòng 24 giờ qua đó thì tương đối thấp ở mức là 483 triệu mà thôi. Đương nhiên phần lớn trong số này đó 426 trong 483 triệu là lệnh lon các bạn. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là không có một cái thời điểm trong thời gian ngắn nào mà có nhiều lệnh bị thanh lý hết. Chúng ta thấy là cũng có rải rác cả ngày hôm nay nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái số mà bị thanh lý lớn nhất đó ngày hôm nay đó chính là khoảng 65 triệu lịnh non các bạn xảy ra cách đây cũng khoảng chừng là 10 tiếng đồng hồ rồi nhưng mà chúng ta thấy được là con số này cũng không phải là một con số mà nó quá kinh khủng như là vài trăm triệu và đương nhiên một ngày mà chúng ta có nhiều lệnh thanh lý đó là một ngày chúng ta thấy con số này nó phải lên tới cái mức là 1 2 tỷ đô la cho nên hôm nay cũng không phải là một ngày mà có nhiều lệnh đòn bẩy bị thanh lý đâu các bạn đó cũng không phải là lý do tại sao mà chúng ta chứng kiến giá đang có cái đợt suy thì bây giờ có nghĩa là chúng ta đang chứng kiến có một lực bán nào đó trên sàn spot các bạn. Thì lực bán là đến từ đâu chúng ta cũng đã nói khá nhiều trong thời gian gần đây rồi các bạn Nói chung đó thì nhiều người tin là chúng ta đang chứng kiến có một số những cái thợ đào nhỏ Họ rời khỏi thị trường này các bạn cho nên họ đã đâm cái số lên bịch không trong tay của họ Có thể khi không đó thì có thể chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa mới biết được Nhưng mà cái mà thường có thể cho các bạn biết là đang có một cái lực bán nào đó trên thị trường Và nó cũng không có liên quan gì đến tin tức gì xấu các bạn Ít ra cho đến ngày hôm nay đây chúng ta vẫn chưa có tin tức gì gọi là xấu hết Có thể là ngày hôm qua nhiều bạn nói là chúng ta cũng đang nghe cái lời phát biểu đến từ chủ tịch khu vực uh, Fed ở Minneapolis đó chính là Newt Scary thì các bạn cũng đã biết đây là một trong những quan chức của Fed mà theo quan điểm cực kỳ giàu hậu các bạn có nghĩa là lúc nào cũng muốn siết chặt à, không muốn thả lỏng dòng tiền các bạn muốn tăng lãi suất chứ không muốn giảm thì New Scary là một trong những người cực kỳ hawkish cực kỳ giàu hậu ngày hôm qua đó thì uh, ông đã nói là dự đoán hợp lý nhất là Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 năm nay các bạn thấy được là có nghĩa là ông nói đó là Fed chỉ cắt giảm một lần năm nay mà thôi và phải đợi đến tháng 12 các bạn, đợi đến cuối năm nay để mới được cắt giảm một lần. Đương nhiên đây là điều mà nhiều người không có thích nghe rồi các bạn. Và đương nhiên mỗi một người đều có quyền phát biểu các bạn những quan chức này đó họ được quyền chấp nhận phỏng vấn và phát biểu, không có gì gọi là phạm luật hết các bạn, nhưng mà thông cảm thấy là những lời nói của họ đó lại khiến cho thị trường chao đảo. Tại vì các bạn thấy là cái sự cẩn thận của chủ tịch John Powell như thế nào thì những quan chức này đó họ hoàn toàn không có thật sự cẩn thận đâu các bạn, giống như là là chủ tịch chọn Powell sẽ không bao giờ nói là dự đoán hợp lý là sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 năm nay. Tại vì ông cũng không có chắc các bạn, ông cứ nói là phải chờ thêm thông tin, chờ thêm thông tin mà thôi. Và nếu như mà thông tin như mong muốn, nếu chúng tôi có thể là sẽ có cái đợt giảm lãi suất sớm hơn chứ còn đâu có ai có thể biết được là dự đoán hợp lý bây giờ là bao nhiêu rồi các bạn nhưng mà những quan chức này thì họ lại thích nói là có thể là tháng 12 này giảm lãi suất còn nhiều quan chức mà có cái quan điểm bồ câu hơn đó nghĩa là dịu dàng hơn thì những quan chức đó lại nói là có thể là cắt giảm sớm hơn và có thể là có hơn một đợt cắt giảm nói chung đó, thì các bạn thấy là những cái lời nói này khiến cho thị trường bị dao động nó không được thống nhất mặc dù là mỗi người có một suy nghĩ nhưng mà các bạn thấy là mỗi lần mà họ họp ra thì sau cuộc họp thì tất cả đó hầu như là cùng nhau đồng ý hết các bạn không một lần nào mà thuận thấy có cái sự khác biệt hết có nghĩa là đợt này tất cả đều đồng ý là giữ nguyên lãi suất những đợt mà muốn tăng lãi suất thì các bạn thấy là tất cả đều đồng ý tăng lãi suất và những đợt mà giảm lãi suất trước đây cũng như vậy thôi nhớ là tất cả đều đồng ý thì những người này đó họ phát biểu hàng ngày để làm cái gì các bạn trong khi mà đến khi hợp đó thì tất cả đều đồng nhất là tăng giữ nguyên hay là giảm lãi suất và đương nhiên lời nói này của ông cũng khiến cho nhiều người lo lắng các bạn ngoại trừ việc là lo lắng lãi suất cao ảnh hưởng tới thị trường như thế nào ảnh hưởng tới nền kinh tế ra sao và đặc biệt là ảnh hưởng đến bộ tài chính như thế nào các bạn tại vì nợ công Hoa Kỳ bây giờ rất là cao dẫn đến là cái lãi mà họ phải trả hàng năm cực kỳ cao nữa các bạn nếu như mà các bạn tính net net có nghĩa là các bạn lấy cái số lượng tiền lãi mà phải trả trừ ra cái số lượng tiền lãi mà thu vào bộ tài chính tại vì họ cũng có những cái mảng mà họ thu cái tiền lãi trở vào các bạn thì tính tới bây giờ ước tính là trong năm nay đó cái net interest có nghĩa là cái phần trăm lãi suất net phải trả là 890 tỷ đô la các bạn. Đây là một con số cực kỳ cao, 331 tỷ cao hơn là năm ngoái và gần như là gấp đôi kể từ năm 2022. Tại vì sao các bạn? Tại vì uh, Hoa Kỳ mượn thêm nợ cộng với lại cái nợ mới bây giờ lãi suất rất là cao và lãi suất cao là tại vì lãi suất của Fed đang cao hiện tại. Và các bạn có thể nghĩ thế này, hiện bây giờ đó cái số tiền lãi mà phải trả là khoảng 3% của GDP của Hoa Kỳ các bạn, tổng sản lượng quốc nội của Hoa Kỳ và trong vòng 30 năm qua các bạn, gần như 30 năm qua thì đây là cái phần trăm cao nhất, cao hơn cả lúc mà chúng ta có chiến tranh thế giới thứ hai hiểu đơn giản hơn đó là bây giờ cái số lượng nợ cao mà lãi suất cũng cực kỳ cao luôn các bạn và chúng ta có thể thấy được là nếu mà không tính net có nghĩa là chỉ tính cái số tiền phải chi ra thôi thì cái số lượng tiền lãi phải chi ra đó là đã hơn một nghìn tỷ đô la trong năm nay rồi các bạn và các bạn thấy được là nếu như mà Fed không có chịu cái giảm lãi suất thì thậm chí có thể lên tới là 1.6 nghìn tỷ đô la. Fed các giảm lãi suất càng sớm đó thì càng tốt cho bộ tài chính Hoa Kỳ, tại vì họ có thể bán những cái trái phiếu mới với lại cái phần trăm thấp hơn, các bạn họ có thể thay đổi nợ cũ thành nợ mới với cái phần trăm thấp hơn, nhưng mà tới bây giờ ra thì bạn thấy được là Fed vẫn không có muốn bất kỳ động thái nào liên quan đến các giảm lãi suất hết và các bạn cũng đã thấy là chúng ta ngày lại càng tiến gần đến bầu cử tổng thống thì cái mùa hè trước khi mà bắt đầu bầu cử tổng thống nó sẽ rất là dao động các bạn tại vì mọi thứ vẫn chưa rõ ràng nhưng mà bắt đầu vào mùa rồi đó bắt đầu là khoảng chừng là cuối hè các bạn tháng 9 tháng 10 khi mà mọi người chỉ chú tâm đến thông tin liên quan tới bầu cử tổng thống Hoa Kỳ mà thôi thì thị trường lúc đó thường nó sẽ tốt hơn nhưng mà dù sao đi nữa đó những gì được chia sẻ bởi News Scary cũng không có phải là lý do dẫn đến thị trường nói chung ngày hôm nay giảm đó các bạn thì các bạn nhìn thấy được là rất rõ ràng chúng ta nhìn vào chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đi thì cả ba chỉ số hôm nay vẫn không có quan tâm đến những gì được chia sẻ bởi chủ tịch uh, New Cascari. Ít ra họ nghĩ là cũng sẽ có một đợt các giảm lãi suất cho dù là chúng ta đã nghe sự phát biểu đến từ một trong những người mà cực kỳ dịu hâu và người này vẫn nghĩ là sẽ có một đợt các giảm lãi suất cho nên cũng không có tệ các bạn cho nên nhìn thấy được là cả ba chỉ số đều xanh ngày hôm nay. Đặc biệt là chúng ta được là chỉ số S&P 500 đó, thì đạt đỉnh mới ngày hôm nay rồi cho nên những gì mà được chia sẻ bởi fed không có phải là lý do rồi các bạn nhiều người nói là Tại vì chúng ta có news scary nói như vậy dẫn đến là chúng ta thấy là Bitcoin giảm không hẳn đâu tại vì rất rõ ràng là chứng khoán không bị ảnh hưởng. Pre market thì bây giờ đó thì không thay đổi nhiều các bạn. Chúng ta nhìn thấy là cả ba chỉ số bây giờ hầu như cũng như vậy, giảm hay là lên khoảng chừng là 0.06% mà thôi. Hợp đồng của dầu đó thì các bạn thấy hôm nay cũng đã trở về cái mức là 80 đô la cho một thùng dầu. Nói chung đó, thì chúng ta cũng chưa có gì tiến triển mới các bạn chúng ta vẫn trong cái phạm vi này trong vòng là hơn cả năm qua rồi hợp đồng vàng ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là tăng nhẹ một chút ở mức là 2.339 đô cho một ounce vàng các bạn và thuận sẽ bắt đầu chia sẻ một số những tin tức lớn ngày hôm nay với các bạn về mặt giá cả đó thì chúng ta đang chứng kiến một lực bán nào đó chúng ta phải chờ khi nào lực bán này giảm xuống rồi đó thì chúng ta mới thấy bitcoin có sự hồi phục trở lại nhưng mà chúng ta nói tới tin tức đó, thì trước hết các bạn có thể nhìn thấy được là những quỹ bitcoin spot etf hôm nay tiếp tục có dòng tiền ra các bạn hiện bây giờ đó chúng ta đang âm 145.9 triệu đô la và chúng ta đã có tất cả thống kê ngoại trừ blackrock hiện bây giờ đó chúng ta đã thấy được là chúng ta có cái lực bán lớn nhất ngày hôm nay đến từ Fidel đi các bạn. Fidel đi gần đây bán liên tục 3 ngày. Ngày nào cũng con số không nhỏ các bạn. Hôm nay đã họ bán 92 triệu đô la. Kế đó chúng ta nhìn thấy được là có lực cái lực bán đến từ Ark Invest là 50 triệu đô la và chúng ta có lực bán đến từ Hodo các bạn là 3.8 triệu đô la và cuối cùng lực bán đến từ treskel cũng chỉ có 3 triệu đô la mà thôi các bạn rất là thấp và chúng ta nhìn thấy là tổng cộng ngày hôm nay đó tới bây giờ chỉ có một quỹ duy nhất là có dòng tiền dương mà thôi đó chính là cái quỹ Bitwise các bạn có dòng tiền dương là 2.9 triệu đô la và dựa theo Hodo 15 Capital đó thì các bạn thấy được là IBIT nghĩa là cái quỹ của BlackRock hôm nay là 0 đô la các bạn Ít ra chúng ta nhìn thấy được là từ khi bắt đầu tới bây giờ đó thì quỹ BlackRock chỉ có một ngày duy nhất là có dòng tiền âm mà thôi. Còn lại đó đều có dòng tiền không đô la hay là dòng tiền dương hết. Có thể nói là cái quỹ BlackRock IBIT này đó có thể là một quỹ nó ho đồ thật sự các bạn. Có thể là cái công ty mà có cái mạng chứng khoán đồ nên dừng lại cho BlackRock họ thực sự là hodler những cái nhà đầu tư những quỹ khác ra sao rồi không biết các bạn nhưng mà riêng quỹ BlackRock đó thì cho dù những thời kỳ có nhiều hoảng loạn đó thì cái quỹ này cũng không có dấu hiệu bán tháo đó là tình hình của những quỹ Bitcoin spot ETF ở Hoa Kỳ các bạn, chúng ta thấy được là có ngày thứ ba liên tục có dòng tiền âm rồi. Cái này cũng không gì gọi là lạ đâu các bạn, chúng ta thấy được là cái tâm lý chung của thị trường bây giờ, cho dù giá ở mức từ 65.000 đô, 66.000 đô nhưng mà tâm lý nó rất là tệ và tâm lý của những nhà đầu tư vào Bitcoin spot ETF cũng sẽ tương tự như vậy các bạn. Trong thời gian ngắn hạn đó, thì Thu đã từng chia sẻ dòng tiền của Bitcoin spot ETF nó giống như là một cái kính phóng đại các bạn những gì xảy ra ở trong thị trường crypto truyền thống nó sẽ phóng đại lên rất là nhiều khi chúng ta có bitcoin spot etf dòng tiền vào đó cũng sẽ thấy là dòng tiền vào sẽ nhiều hơn rất nhiều và dòng tiền ra cũng sẽ ra nhiều hơn rất là nhiều nhưng mà quan trọng là dài hạn các bạn tới bây giờ đã dài hạn thì chúng ta vẫn có cái số tiền vào nhiều hơn dòng tiền ra và chúng ta có thể thấy được là có một quỹ khác nữa gần đây đã bắt đầu giao dịch đó chính là cái quỹ monochrome của Úc các bạn và đây cũng là một quỹ Bitcoin Spot ETF và họ cũng đã công bố cái số lượng Bitcoin họ lưu trữ ngày hôm nay trong quỹ của họ và chúng ta nhìn thấy được đã tăng lên thì cái mức là 48 BTC và trước đó là 46 thì coi như họ cũng đã tích lũy thêm 2 BTC các bạn thôi cũng được tấm lòng này những hodl xin ghi nhận các bạn <laughs> trong những ngày như thế này và chúng ta cũng có một cái cập nhật mới liên quan đến cái Bitcoin hit map các bạn biểu đồ hit map của bitcoin thì các bạn có thể nhìn thấy được trên màn hình đó, thì phần lớn bây giờ vẫn còn đang là màu đỏ nhưng mà nằm mới đến kênh đó, thì các bạn nhìn thấy ở bên tay trái chúng ta có những con số dưới 1, 1 tới 10, 10 tới 100 và hơn 10 ngàn đây là đại diện cho những cái nhóm địa chỉ ví khác nhau và cái màu các bạn nhìn thấy đó thì màu đỏ nghĩa là chúng ta có cái sự phân phối nhiều màu vàng nghĩa là không phân phối cũng không tích lũy và màu xanh có nghĩa là tích lũy các bạn và càng xanh càng tích lũy nhiều thì các bạn nhìn thấy được là cho đến bây giờ đó phần lớn những cái nhóm địa chỉ ví đều tiếp tục là phân phối chỉ có một nhóm địa chỉ ví đó bây giờ đã chuyển sang màu vàng các bạn đó chính là những cái nhóm địa chỉ ví cá vội cực lớn là hơn 10.000 BTC thì họ đã chuyển qua cái màu vàng nghĩa là họ đã trung lập không có tích lũy cũng không có phân phối hiện bây giờ và có một bạn cũng đã comment cũng đã thấy nó cũng rất là thú vị khi nhìn biểu đồ này đó thì chúng ta nên đọc ngược lại màu đỏ đó là lúc mà thu gom còn màu xanh là cái lúc mà họ sẽ bán ra các bạn <laughs> thì có thể là có cái ý nghĩa nhiều hơn khi các bạn nhìn vào biểu đồ này giống như chúng ta nhìn thấy được là những cái thời điểm như là hồi tháng 3 với là tháng 4 đó các bạn nhìn thấy được nó rất là xanh thì khả năng đây chính là cái lúc mà họ bán rất là nhiều và ngược lại các bạn khi mà mọi thứ chuyển sang màu đỏ đó nghĩa là cái lúc mà họ bắt đầu thu gom từ cái thời điểm là tháng 4 cho đến bây giờ <laughs> có thể là như vậy khi mà các bạn đọc ngược lại các bạn nghĩ sao các bạn comment bên dưới nhưng mà nếu như mà các bạn đọc đúng đó, thì cái biểu đồ này bây giờ vẫn chưa cho chúng ta thấy một cái gì gọi là nó hợp lý hết các bạn tại vì trước đây đó, cảm thấy nó cũng có cái sự hợp lý Nhưng mà đợt này thì cũng không cảm thấy nó hợp lý hiện tại Tại vì chúng ta cũng thấy là trước đó Bây giờ thì đương nhiên trong dòng cả tuần qua là Chúng ta có dọc tiền rời khỏi Nhưng quy bịch con smart ETF nhờ trước đó cái, là cái lượng tích lũy rất là nhiều Nhưng mà biểu đồ này vẫn tiếp tục được một màu đỏ Cho tất cả những cái nhóm địa chỉ ví BTC Cho nên khi mà đọc ngược lại đó Có thể là có lý hơn <laughs> Các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số thông tin lớn khác đi Thì ở châu Âu đây các bạn đã biết là họ đã có cái luật Mika Để được thông qua cái tay cũng 2 năm các bạn Và trong cái quy định Mika này là một cái quy định liên quan đến crypto toàn diện ở châu Âu Và họ có rất là nhiều phần các bạn họ sẽ thực hành từng phần một Thì các bạn thấy được là châu Âu đó thì chuẩn bị áp dụng luật Mika Và lần này đó là sẽ ảnh hưởng đến những cái đồng stablecoin Và trong cái quy định đó, thường không có rõ là nó như thế nào các bạn Nhưng mà theo thường biết đó là cái số lượng stablecoin mà được hoạt động ở châu Âu thì phải đi theo những quy định là họ phải có ngân hàng nào đó châu Âu được chỉ định và có bao nhiêu ngân hàng và có bao nhiêu tiền cho những ngân hàng đó. Nói chung nó có những quy định rất là chi tiết các bạn. Và chúng ta cũng nhìn thấy được là có một số những cái stablecoin đã không đáp ứng được những quy định này và họ sẽ rời khỏi châu Âu các bạn. Những sàn như là Uphold sẽ delist những đồng stablecoin này. Trong đó chúng ta có luôn cái đồng Tether các bạn USDT kế đó là TUSD rồi USDP thì không biết đồng này các bạn GUSD là của Gemini ngay cả đồng của sàn Gemini cũng sẽ rời khỏi châu Âu chúng ta thấy được là Praxo và Dai Dai là cái đồng giao thức stablecoin của Ethereum thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đó ít ra sàn Upho sẽ delist những đồng này những sàn khác đó thì thường vẫn chưa thấy có thông báo gì nhưng mà đây là cái thông báo đến từ Upho các bạn và những đồng nào được hỗ trợ ở châu Âu thì chúng ta có đồng Circle USDC kế đó là EURC các bạn và cuối cùng là PYUSD của PayPal cũng khá là thú vị các bạn đồng Circle USDC và PayPal lại là hai đồng mà dựa theo đồng đô la stablecoin sẽ được ủng hộ ở châu Âu và đương nhiên theo thường hiểu là đồng EURC này là một đồng stablecoin dựa theo đồng euro thì đó là cái thông báo đến từ ủng hộ các bạn thường vẫn chưa có biết những sàn như là Binance hay là Bybit họ sẽ có những cái chiến lược gì liên quan tới stablecoin và chúng ta cũng thấy được là cái tin tức mà đối thủ mà lớn nhất ngày hôm nay đó là cái tin tức liên quan tới một người có tên là David Hurst thì đây là trưởng đơn vị bộ phận thực thi pháp lý tài sản crypto của SEC Thì ông cũng đã đăng một cái bài cũng khá là dài ở trên LinkedIn ngày hôm nay các bạn Và chủ yếu ông nói là sau 9 năm làm việc ở SEC Với cái cương vị đó là trưởng đơn vị bộ phận thực thi pháp lý Thì các bạn nên hiểu đây là cái bộ phận mà chuyên đi kiện tụng những công ty khác Và đây là bộ phận mà chuyên về crypto các bạn Thì chúng ta nhìn thấy được là sau 9 năm Thì ông đã quyết định là rời khỏi chức vụ của mình và đi làm một nơi khác đây là một cái tin tức rất là lớn các bạn Tại vì chúng ta biết đây là một cái nhân vật mà đóng vai trò rất lớn Liên quan đến việc đàn áp crypto và đi kiện những công ty crypto Thì có thể là sau nhiều năm ông đã mệt mỏi rồi các bạn Và nhất là đối với những cái sự đụng độ gần đây đó Thì SEC không có chiếm được phần thắng các bạn Và đã thua rất là nhiều đơn Có thể là chúng ta thấy là SEC cũng đã thắng nhiều vụ kiện Nhưng mà những vụ kiện mà họ thua toàn là những điều kiện lớn không các bạn liên quan tới họ thua Rayscale cuối cùng đã có Bitcoin Spot ETF họ thua Ripple cuối cùng đó, thì XRP không phải là chứng khoán các bạn và gần đây hơn các bạn nhìn thấy được là cho dù chúng ta nghe nhiều cái tin đồn là SEC có thể là đang điều tra những cái công ty liên quan tới Ethereum như là Uniswap như là Consensus thì có thể là họ chuẩn bị nói y tờ chứng khoán nhưng mà chưa gì hết thì các bạn thấy được họ cũng đã cho thông qua y tờ Smart ETF rồi có nghĩa là họ cũng đã theo hành động không có công nhận Ether là một chứng khoán mà là một hàng hóa các bạn. Thì chúng ta cũng nhìn thấy là có thể sao nhiều cái dự đụng độ như vậy và có thể David Huss cũng đang nhìn thấy được tương lai rồi các bạn. Tương lai đó thì uh, SEC sẽ không có thể nào mà cứ đàn áp crypto mãi được và cũng không thể nào mà quy hết crypto thành chứng khoán. Điều đó hoàn toàn không khả thi cho nên ông mới rời khỏi chức vụ của mình. Ít ra cái đó là cái suy đoán của nhiều người hiện tại các bạn chứ còn trong bài viết này ông cũng nói chung chung mà thôi ông chỉ nói là ông quyết định rời khỏi SEC và sẽ đi tìm một con đường mới. Nhưng mà lại có một cái tin tức hồi sáng này ra được chia sẻ bởi chính cái account của Pump.fun các bạn. Và đây là một cái nơi mà các bạn có thể tạo một cái meme coin trong vòng chỉ có một cái cú nhấp chuột mà thôi Và cái phí rất là thấp Thì họ nói là họ chào đón David Hurst Đến công ty của họ Thì chúng ta thấy được đây đương nhiên chỉ là một cái tin giả Mà thôi cuối cùng Thì nhiều cũng đã hỏi David Hurst Ở trên LinkedIn kinh và ông cũng đã xác nhận đó Là đây là tin giả mà thôi Chứ ông không có tham gia Pump.fun Chỉ là Pump.fun có thể là không có ưa người này các bạn Cho nên khi mà ông nói ông từ chức Thì Pump.fun cũng đã tung tin này ra Để mà troll David Hurst Ai sẽ thay thế David Hirst thì chúng ta vẫn chưa có biết hiện tại nhưng mà nói thật là chức chủ tịch SEC của Gary Gensler đến đâu chúng ta cũng còn chưa có biết nếu như mà Trump đắc cử kỳ này đó thì chắc chắn là sẽ không có chủ tịch Gary Gensler các bạn tại vì Trump cũng đã nói rất rõ là ông sẽ thay thế nhân sự của SEC để ủng hộ crypto Nhưng mà nếu như mà chúng ta thấy là tổng thống Joe Biden tái đắc cử đó thì cũng chưa chắc là ông sẽ giữ gay Chancellor lại đâu Các bạn cũng đã nghe thường chia sẻ nhiều lần rồi tại sao mà gay Chancellor lại có một cái sự quan hệ mật thiết với những người như là thượng nghị sĩ Warren các bạn thì rất nhiều tin đồn nói là đã có nhiều sự hứa hẹn là ông sẽ thay mặt những người như thường nghị sĩ Warren đang áp dụng crypto này và ngược lại đó thì hứa hẹn là sẽ cho ông làm chức vụ mới trong cái chính quyền kế tiếp và có thể ông sẽ được cái chức là bộ trưởng bộ tài chính cái chức mà Janet Yellen đang lưu trữ hiện bây giờ các bạn là bộ trưởng tài chính ở Hoa Kỳ thì ông phải làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng mà khi các bạn nhìn lại trong vòng 4 năm qua đó thì chúng ta có thể thấy được nếu như mà nói SEC đã làm được gì trong trường crypto này đó thì chỉ có thể nói là một cái sự hỗn loạn mà thôi các bạn không có gì rõ ràng hết sau 4 năm đó thì mọi thứ đề càng không rõ ràng hơn và những cái vụ kiện những hình động của SEC đó nó đều chồng chéo lên nhau và nó lại càng làm cho mọi thứ rắc rối hơn nữa các bạn giống như là SEC thì nói là họa chỉ bịt không ra tất cả đều có thể chứng khoán nhưng mà ngược lại đây thì SEC lại cho thông qua Ether Spot ETF các bạn các bạn thấy được là hành động và câu nói của họ đó mâu thuẫn với nhau rất là nhiều và tại sao đến bây giờ Hoa Kỳ vẫn chưa có luật crypto rõ ràng thì một phần cũng là vì chủ tịch SEC Gary Gensler cứ nói là cứ để đó tôi lo thị trường crypto sẽ đi theo khuôn khổ pháp lý của chứng khoán rất rõ ràng là ông đã không làm được điều đó các bạn và dẫn đến rất là nhiều những công ty lo lắng bây giờ họ không có muốn bán token cho người Hoa Kỳ, họ không có muốn phát triển dự án ở Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng thấy được là một số những sàn giao dịch họ cũng đã bắt đầu phát triển những cái chi nhánh ở bên ngoài Hoa Kỳ như là Coinbase. Các bạn thấy được là hôm nay đó thì Coinbase International họ đã thông báo là họ sẽ có một cái thị trường pre-launch. Thì đây là một cái thị trường cũng tương tự như là chúng ta nói tới Binance, Bybit, BitGay, OKX khi mà họ có những cái launchpad các bạn cái bệ phóng cho những cái đồng mới thì các bạn nhìn thấy bây giờ coinbase international nói họ cũng có nhưng mà các bạn nên nhớ đây là coinbase international và cái bệ phóng này, cái Launchpad này đó sẽ có thể được sử dụng bởi khách hàng tổ chức của Coinbase International và theo trường hợp ở đây là họ sẽ cho phép lên tới đòn bẩy là 2x các bạn và có thể mua nhiều nhất là 50.000 đô mỗi token mà thôi tôi không biết là token nào sẽ được list ở trên Coinbase International nó có giống như là những sàn khác hay là không hay là nó lại là một cái loại dự án khác nữa thường chưa có rõ hiện bây giờ nhưng mà nó tóm lại đó thì nếu các bạn là một cái khách hàng ở coinbase ở hoa kỳ thì sẽ không thể đụng đến cái nền tảng này cũng chỉ vì luật bây giờ đã chưa cho phép mà thôi các bạn và một trong những cái yếu tố dẫn đến tại sao mà nhiều công ty họ vẫn còn chưa có hoàn toàn muốn tham gia vào thị trường này đương nhiên bây giờ chúng ta đã có Bitcoin Spot ETF thì các bạn thấy được là những công ty họ ít như gì cũng đã có thể tham gia một cách nó gọi là an toàn và rõ ràng hơn nhưng mà về những cái đồng altcoin khác đó thì họ hoàn toàn không có muốn nhúng vào các bạn các bạn có nghĩ đi các bạn là một cái công ty đầu tư thì các bạn muốn đầu tư một phần vào thị trường crypto này vào những cái dự án trong thị trường này đó là một phần của đầu tư các bạn mà thôi các bạn các bạn đầu tư rất là nhiều vào những mảng đầu tư khác crypto có thể là một phần nhỏ các bạn muốn bắt đầu thử nghiệm mà thôi nhưng mà nếu như mà nó quá rắc rối các bạn đụng đến một token rồi phải bị hỏi thăm bởi SEC rồi các bạn phải giải thích thì nó rất là phiền phức trong khi mà crypto có thể chỉ là một phần nhỏ trong chiến lược của họ mà thôi cho nên họ thà chờ cho đến khi nào luật rõ ràng rồi thì chúng ta mới thấy là có nhiều người hơn đó họ an tâm hơn tham gia vào thị trường này các bạn nên nhớ là xe đó đã có từ rất lâu rồi các bạn ô tô đã có từ rất lâu nhưng mà chỉ khi mà chúng ta thấy là có giao thông rõ ràng luật giao thông thì lúc đó chúng ta mới thấy là có nhiều người an tâm hơn họ lái xe mà không cần phải lo lắng quá nhiều về những cái vụ tai nạn các bạn tai nạn xe cộ đương nhiên vẫn xảy ra nhưng mà khi có luật rõ ràng đó thì nó sẽ hạn chế những cái sự kiện đó rất là nhiều và crypto cũng sẽ như vậy các bạn khi mà có luật rõ ràng thì những cái công ty họ sẽ an tâm hơn khi mà tham gia và chúng ta cũng thấy được là có một dân biểu Hoa Kỳ các bạn có tên là Mike Collins. Thì dân biểu Hoa Kỳ đó theo luật dân biểu hay là những người làm quốc hội đó thì theo luật họ phải công bố những cái giao dịch liên quan đến chứng khoán hay là crypto với quốc hội các bạn lý do để cho nó rõ ràng thì các bạn thấy được là dân biểu Hoa Kỳ Mike Collins người này nè các bạn thì uh, ông đã thông báo vào ngày 17 tháng 6 đó thì uh, ông nói ông đã mua một token có tên là Velogrom token Velo các bạn và ông đã mua vào ngày 17 tháng 5 thì cái số tiền mua đó các bạn thấy được khi mà khai báo thì họ chỉ check một cái box mà thôi thì cái số tiền họ mua là đâu đó từ 1.000 cho đến 15.000 đô và đồng coin này đó có vốn hóa thị trường chỉ có 90 triệu đô la mà thôi các bạn đây không phải là lần đầu tiên mà Mike Collins mua crypto đâu nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng ta biết về một chính trị gia đầu tư vào một đồng o con có vốn hóa nhỏ gì các bạn rất là đi luôn vào tháng 1 đó thì Mike Collins cũng đã thông báo là ông đã mua đâu đó là dưới 65.000 đô Ethereum trong năm 2024 các bạn thấy chúng ta sẽ không biết con số chính thức đâu giống như chúng ta nói tới mới đây có thể ông 1.000 đô token value hay là 15.000 đô chúng ta chỉ biết là trong khoảng đó mà thôi tại vì họ chỉ khai báo trong phạm vi trên cái đơn mà thôi các bạn không cần phải điền con số chính xác và chúng ta cũng thấy được là Dennis Porter của Satoshi Adfund các bạn đây là một trong những cái đơn vị mà làm việc với lại chính phủ Hoa Kỳ để mà thúc đẩy sự chấp nhận của crypto thì các bạn có thể nhìn thấy là hôm nay đó thì những đảng viên của đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Idaho thì cũng đã lên tiếng nói là họ sẽ ủng hộ quyền sử dụng Bitcoin và họ sẽ không có ủng hộ cái sự thành lập của một tiền có được số quốc gia CBDC đâu Thì cái này cũng không gì là lạ các bạn Ở những tiểu bang đó thì rất nhiều những tiểu bang bây giờ họ cũng đã lên tiếng ủng hộ Bitcoin, ủng hộ crypto các bạn Tại vì cho dù là sau này đây chúng ta có cái luật liên bang Không biết là sao các bạn thường thì có kỳ vọng luật liên bang ở Hoa Kỳ liên quan crypto sẽ rất là tốt Nhưng mà cho dù là không tốt đi nữa đó thì ở cấp độ tiểu bang Chúng ta cũng sẽ thấy là có rất nhiều tiểu bang họ sẽ bảo vệ quyền lợi của những người mà đầu tư vào crypto Và đương nhiên rất nhiều tiểu bang Chỉ như chúng ta nói tới Florida rồi chúng ta nói tới bây giờ giờ ở idaho và nhiều tiểu bang khác họ cũng lên tiếng nói là họ sẽ chống đối cbdc các bạn có nghĩa là một tiền kinh số quốc gia tại vì họ tin tiền của số quốc gia CBDC sẽ là một công cụ để mà giám sát tài chính người dân và họ không thích như vậy. Và chúng ta cũng thấy được là đó là Hoa Kỳ mà thôi các bạn. Hoa Kỳ đây khi nào mới có CBDC thì chắc là rất lâu. Tại vì nhiều người dân của Hoa Kỳ cũng không thích các bạn. Nhưng mà những quốc gia khác như là Ethiopia đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là họ cũng đã tiến tới để mà thử nghiệm ngày càng sâu hơn về CBDC. Đây là một trong những quốc gia mà cũng đang nghiên cứu hiện tại. Nói chung đó thì nhiều quốc gia trong vòng mấy năm qua vẫn tiếp tục nghiên cứu và nghiên cứu mà thôi. Tại vì CBDC hoạt động rất là khó nói thì dễ các bạn lập ra một token đó không hề khó chút nào hết các bạn có thể phát hành token rất nhanh chóng những dự án làm được thì đương nhiên một quốc gia cũng sẽ làm được chúng ta cũng đã thấy được là những quốc gia như là chúng ta nói tới Venezuela thì cũng đã phát hành đồng Petro CBDC nhưng mà các bạn thấy là cũng đã nhanh chóng thất bại tại vì các bạn phát hành nhưng mà có ai sử dụng hay không đó thì lại là một chuyện khác nữa và các bạn phát hành ở trên mạng lưới riêng của quốc gia các bạn thì các bạn làm sao có thể kết nối với một quốc gia khác được không lẽ các bạn nói là quốc gia kia phải tải ứng dụng rồi tải cái ví rồi mới sử dụng được thì đâu qua làm gì các bạn giống như các bạn là một cái công ty mà xuất khẩu nhập khẩu thì các bạn đâu khi nào mà nói khách hàng của mình bây giờ ông tải cái ví đó về đi rồi sau đó tôi sẽ gửi qua cái ví đó ông phải KYC với là quốc gia của chúng tôi thì các bạn thấy được là những cái đó nó sẽ rất là khó xảy ra cho nên đó là một cái vấn đề rất là nan giải và cần phải có một cái blockchain công cộng tướng chính giữa các bạn để giải quyết những vấn đề này thì đã có những cái giải pháp được nói đến trước đây như là nếu chúng ta thấy là Ethiopia họ có một cái tiền con số gia riêng của họ trên mạng lưới riêng thì họ có thể dùng cái đó làm thế chấp các bạn một cái giống như là synthetic token dùng đó để làm thế chấp ở trên mạng lưới của Ethereum rồi sau đó nó dùng cái mạng lưới Ether làm cầu nối để mà đi qua một cái mạng lưới tư nhân khác với cái đồng thế chấp của mình thì nó sẽ có cái sự lưu thông dễ dàng hơn nhưng mà mạng lưới đó là gì thì bây giờ họ vẫn còn đang thử nghiệm các bạn có phải là Ethereum có phải là một trong mạng lưới tầng hai của Ethereum như là Polygon hay là Solana hay là một mạng lưới nào khác thì các bạn thấy nhiều quốc gia bây giờ họ vẫn đang thử nghiệm và điều thứ nhì nữa rất là khó khi chúng ta nói tới CBDC đó chính là vai trò của ngân hàng trung ương là gì khi mà có CBDC rồi đó thì vai trò ngân hàng trung ương sẽ có cái sự chồng chéo với vai trò của ngân hàng hiện tại tại vì các bạn thấy là những quốc gia bây giờ đa hầu hết chúng ta có ngân hàng mà các bạn sử dụng ngân hàng thương mại rồi sau đó chúng ta có ngân hàng trung ương các bạn và các bạn thấy được là ngân hàng trung ương hay là phép thôi chỉ làm việc với những ngân hàng thương mại mà thôi họ không làm việc trực tiếp với người dân nhưng mà khi mà có CBDC thì người dân trực tiếp làm việc với ngân hàng trung ương hay là Fed đó là điều mà chưa từng xảy ra các bạn có nghĩ đi trên thế giới bây giờ có quốc gia nào mà người dân làm việc trực tiếp gửi tiền trực tiếp vào ngân hàng trung ương thì các bạn thấy được là hầu như là không có các bạn tất cả đều thông qua một hệ thống ngân hàng hết cho nên khi mà ngân hàng trung ương phát hành CBDC thì có lý do gì người dân đã không tự giữ trong cái ví được phát hành bởi Fed hay là bởi một ngân hàng trung ương nào nó sẽ an toàn hơn là gửi tiền vào ngân hàng họ sẽ nghĩ như vậy các bạn như vậy thì những ngân hàng tiền đâu nữa mà họ cho vay cho nên các bạn có thể thấy được đây là một trong những cái vấn đề nó khó giải quyết hơn ngay cả những quốc gia mà đã thử nghiệm nhiều năm như là chúng ta nó tới Trung Quốc đó thì họ cũng đang thử nghiệm ở trong một cái phạm vi hạn chế mà thôi và hàng ngày đó thì thân cũng biết họ chỉ cho những người mà đang thử nghiệm sử dụng CBDC sử dụng một số tiền ấn định mà thôi các bạn chứ không thể mà sử dụng nhiều được và cũng không cho phép người dân lưu trữ nhiều CBDC cũng với lý do thường vừa chia sẻ với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục với một số thông tin khác đi thì nói tới những đồng ổn định chúng ta cũng thấy được là Tether hôm nay đã giới thiệu một sản phẩm mới gọi là Alloy các bạn. Thì đây là một cái tài sản được số mới được hỗ trợ bởi Tether Go thì sản phẩm đầu tiên của họ trong cái dự án này sẽ có nhiều sản phẩm khác nhau và chủ yếu đây là một cái dự án mà cho phép những khách hàng có thể token hóa tài sản của họ mà không phải là đồng đô la. Tại vì chúng ta đều biết tới Tether là công ty phát hành đồng USDT nhưng mà giờ họ muốn mở rộng ra và có nhiều điều khác cho người ta có thể tạo ra những cái đồng ổn định nhưng mà được thế chấp bởi những tài sản và cái sản phẩm đầu tiên của họ đó chính là Alloy. AUSDT các bạn và đây là một cái token được thế chấp bởi XAUT có nghĩa là Tether Go thì Tether Go đó là một cái dự án của Tether mà các bạn có thể là thế chấp vàng thật vào đó thay vì các bạn thế chấp đồng đô la để mà lấy đồng USDT thì bạn có thể thế chấp vàng thật rồi các bạn lấy cái đồng Tether Go này là một đồng mà được thế chấp ở vàng thật thì bây giờ đồng đó sẽ có thể được dùng để mà thế chấp để mà có thể tạo ra một cái stable coin các bạn có thể nghĩ là cái đồng Tether Gold này đương nhiên sẽ không ổn định rồi tại vì giá vàng nó không ổn định cho các bạn nó lên xuống hàng ngày thì uh, một người nào đó họ cũng sẽ có nhu cầu dùng vàng của mình làm thế chấp nhưng mà cái đồng họ muốn có trong tay là một đồng ổn định hơn thì họ có thể là dùng đồng Tether Gold này dùng làm thế chấp rồi sau đó sẽ in ra cái đồng AUSDT này và để có thể min được cái đồng AUSDT này đó thì phải gửi cái số Tether Gold nhiều hơn so với cái số AUSDT muốn mint nhiều hơn bao nhiêu đó thì còn chưa rõ hiện bây giờ và tại sao gửi nhiều hơn tại vì đề phòng trường hợp mà bị mất phép các bạn khi mà cái tài sản họ dùng này thế chấp trong trường hợp này là vàng mà giảm nhiều quá thì sẽ không nằm hưởng tới phép của đồng AUSDT này thì đây là cái thông báo đến từ Tether Chúng ta cũng có một cái thông báo đến từ Hàn Quốc các bạn. Họ nói là họ sẽ áp dụng luật mới từ ngày 19 tháng 7 và yêu cầu các sàn giao dịch crypto phải định kỳ đánh giá token niêm yết trên sàn của họ định kỳ là 3 tháng một lần, nghĩa là mỗi quý để mà đảm bảo tuân thủ quy định mới. Luật mới thì quy định hình phạt nghiêm khắc cho vi phạm các bạn gồm án tù tối thiểu là một năm hoặc là phạt tiền gấp 3 tới 5 lần lợi nhuận bất hợp pháp. Thì cái này nó có nghĩa là chúng ta thấy là bây giờ ra những cái sàn ở Hàn Quốc bắt đầu phải tuân theo những cái luật mới bởi Bộ Tài chính của Hàn Quốc hay là FSC các bạn và họ đã gửi thông báo này đến tổng cộng là 29 sàn giao dịch đăng ký ở Hàn Quốc trong đó chúng ta có Upbit, bit home Corbit, GoPack vân vân thì cái mà họ nói đây đó là bây giờ đó thì sẽ cho cơ hội để mà review tất cả hơn 600 crypto ở trên những sàn này và ra quyết định là đồng nào được hỗ trợ tiếp tục, đồng nào không được hỗ trợ tiếp tục dựa theo cái quy định của Bộ Tài chính ở Hàn Quốc và thuận thì không có quy định sẵn đây các bạn nhưng mà thuận nhớ nó có những quy định như là đồng này là một đồng mà cái đội developer đó không thể ẩn danh được biết đội đó là gì và để được kiểm tra bởi sàn đây không phải là một cái dự án lừa đảo hay là có một cái dự án rớt phô các bạn để mà gạt tiền của những khách hàng không những là những cái sàn này họ phải xem lại hết những đồng trên sàn của họ mà sau đó đó sau ngày 19 tháng 7 này thì mỗi một quý họ phải làm tương tự và mãi mãi cái bạn mỗi quý nếu như không, họ sẽ bị phạt tiền hoặc là thậm chí là vào tù một năm. Và thông tin cuối cùng nữa, tôi muốn chia sẻ với các bạn, chúng ta thấy được là X Payment sẽ ra mắt ở trên nền tảng của Twitter X. Khi nào chúng ta không biết nhưng mà chúng ta thấy được là đây không phải là tin đồn nữa mà Linda Jacrino đó trong cuộc phỏng vấn ngắn này thì cũng đã đề cập đến là họ vẫn đang thử nghiệm X payment và nền tảng Twitter là một nền tảng sẽ có một cái phần tài chính trong đó nhưng mà chi tiết ra sao chúng ta không có biết các bạn. Đương nhiên những cái người mà fan của Doge thì vẫn đang kỳ vọng là một ngày nào đó Doge sẽ được tích hợp vào trong Twitter X các bạn nhưng mà đến bây giờ ra thì Elon Musk vẫn chưa có tiết lộ thông tin nào hết và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhìn nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Linex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn